Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở. Nội dung chương trình tập huấn gồm hai chuyên đề: những vấn đề cơ bản và mới của công tác tuyên giáo ở cơ sở hiện nay, phương pháp nắm bắt và định hướng dư luận xã hội và công tác tuyên truyền miệng và một số kỹ năng tuyên truyền miệng, đấu tranh chống diễn biến hòa bình trong lĩnh vực tuyên giáo, cùng với nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan niệm sai trái thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cũng đã nhấn mạnh chú trọng nắm bắt định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Chính vì vậy, công tác tuyên giáo ở cơ sở cần đổi mới nội dung, phương thức tiếp cận, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo đồng thuận trong nhận thức, thái độ, hành vi của nhân dân, đóng góp tích cực vào quá trình đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường niềm tin, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.